Tại tỉnh Sóc Trăng, ngày 9 tháng 4, Công an thị xã Vĩnh Châu cho biết Công an địa phương đã giải cứu thành công một cháu bé 3 tuổi bị chú ruột dùng hung khí khống chế suốt 9 giờ đồng hồ. Đối tượng Thạch Thanh Tuấn sinh năm 1997, ngụ xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, chính là người chú ruột nói trên, có biểu hiện không bình thường, nên cơ quan chức năng sau đó đã đưa người này đi giám định để có cơ sở giải quyết vụ việc. Trước đó khoảng 16 giờ ngày 7 tháng 4, mẹ ruột của Tuấn đang cho cháu nội 3 tuổi ăn trước nhà thì bị Tuấn cầm cây chĩa đâm nhưng không trúng. Sau đó đối tượng bế cháu 3 tuổi của mình chạy vào nhà của chị gái gần đó đóng cửa lại cầm dao, chĩa để uy hiếp, dọa giết cháu bé. Công an thị xã Vĩnh Châu đến hiện trường tiếp cận thuyết phục Tuấn thả cháu bé nhưng Tuấn không đồng ý, còn yêu cầu công an phải cung cấp cho Tuấn một khẩu súng AK, 200 viên đạn, một quả lựu đạn, nếu không đáp ứng sẽ giết cháu bé. Đến 1 giờ sáng ngày 8 tháng 4, nhân lúc Tuấn mệt mỏi, lực lượng công an đã áp sát khống chế Tuấn, giải cứu an toàn cho cháu bé. Kết thúc 9 tiếng bị khống chế hết sức căng thẳng. Theo gia đình cho biết, Tuấn có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Hiện công an thị xã Vĩnh Châu đang tạm giữ đối tượng Tuấn để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.